chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, mùng ngày mùng 7 tháng 7, ngày lễ thất tịch, ngày ông Ngô bà Ngô gặp nhau đã sắp đến rồi. Và không biết chỗ các bạn như thế nào chứ ở chỗ Misu thì mấy hôm nay mưa tầm mưa tã luôn, như nước mắt của bà Ngô mong gặp lại ông Ngô vậy. Và hàng năm vào ngày lễ thất tịch này thì Misu hay nấu chè đậu đỏ để mời mọi người và các bạn bè. Rất là mê cái món chè đậu đỏ của Misu nấu và đều gọi đùa đó là chè thất tịch. Thì hôm nay chúng mình sẽ vào bếp cùng với Misu nấu chè thất tịch hay là chè đậu đỏ bột báng nước cốt dừa cùng với Misu nha. Và chè đậu đỏ này trong lễ thất tịch nó còn có một ý nghĩa là mang lại may mắn. Và chúng mình hãy nấu chè thất tịch cùng với Misu để chúng mình cùng cầu ông hạnh phúc, bình an cho bách gia chăm họ, cho con cháu, cho mọi nhà đều luôn luôn được hạnh phúc và luôn luôn có một tình yêu bền chặt, tình yêu đôi lứa không bao giờ bị chia xa như ông Ngô bà Ngô nha các bạn. Bây giờ thì chúng mình cùng tìm hiểu nguyên liệu và cùng vào bếp để nấu món chè thất tịch cùng với Misu nha. Đây là 300g đậu đỏ đấy các bạn. Đây, cái túi như này là 300g. Bây giờ thì mình sẽ đi xả nước. Mình xả nước và mình rửa như thế này trước khi mình đi ngâm nha các bạn. Thế và Misu cũng sẽ chỉ cho các bạn cách ngâm và cách nấu làm sao cho nó vừa nhanh, vừa ngon mà lại không bị sượng nữa. Đỗ rửa sạch rồi, các bạn đặt cho Misu một nồi nước sôi. Và nước sôi xong các bạn đổ thẳng vào đây. Cho Misu khoảng độ 1 teaspoon muối. Và chúng mình sẽ ngâm ở đây ít nhất là 30 phút hoặc là 1 tiếng nhá. Và ngâm như thế này sẽ giúp cho cái đỗ nó sẽ loại bỏ cái chất chát này. Và khi mình ninh ấy, nó sẽ cũng sẽ là nhừ rất là nhanh. Đây là một cái mẹo đấy các bạn. Trong khi chờ ngâm đỗ này thì các bạn sẽ đặt cho Misu một nồi nước sôi theo cái gói của bột báng á, mà người ta chỉ dẫn đó. Thì là 1/6, có nghĩa là 100g thì là 600ml nước. Ở đây là Misu cho 1 lít nước và Misu sẽ sử dụng ở đây là 150g. Nếu mà các bạn ăn nhiều hơn nữa đó thì các bạn sẽ cho thêm là 200g. Nhưng mà chúng mình cần phải có nước, nếu mà nấu nhiều quá nó bị đặc nha các bạn. Các bạn sẽ cho vào đây cho Misu này. Đó, vặn nhỏ lửa xuống nha. Rồi cho Misu một xíu muối để cho nó đậm đà một chút. Chúng mình sẽ quậy đều nó lên để cho nó không bị dính vào với nhau đó. Và tùy theo từng cái loại bột báng các bạn sẽ đọc xem là sẽ nấu cái này trong bao nhiêu phút. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Misu thì các bạn cứ quậy như thế này một lúc và bắt đầu khi mà bột báng nó nổi hết cả lên đó thì các bạn sẽ tắt bếp đi và chúng mình sẽ ủ đây khoảng độ 5 đến 10 phút là xong. Misu ninh khoảng độ 7 đến 8 phút đấy các bạn. Khi các bạn nhìn thấy nó nổi lên và nó trong veo như thế này này các bạn này. Đó, nó như thế này. Tùy theo cái gói mà người ta hướng dẫn nha các bạn. Hướng dẫn của Misu là 10 phút thì Misu để 8 phút Misu đã thấy được rồi. Bây giờ thì Misu tắt bếp này và chúng mình sẽ đậy vung ở đây khoảng 3 phút nữa rồi mình sẽ vớt ra ở một cái chậu nước lạnh nhá. Hết 3 phút rồi thì các bạn sẽ đổ ra một cái rổ như thế này cho Misu này. Đó, nó trong veo như thế này này các bạn. Và bây giờ thì chúng mình sẽ mở vòi nước lạnh ra, xả nước lạnh cho thật trong cái nước. Sau đó thì mình sẽ để khô lại và chúng mình sẽ nấu chè nha các bạn. Đó, cứ để cho nước chảy như thế này này. Và chúng mình lấy cái này, chúng mình quậy nó lên để cho cái nước nó trong. Đấy, như cái viên chân trâu này và viên bột bán này, trong veo. Đây, chúng mình được 150g bột báng mà nó nhiều như thế này đấy các bạn. Giờ thì mình sẽ để ở đây và đợi mình nấu chè đỗ nhừ xong thì sẽ cho bột báng vào. Hết 1 tiếng ngâm đây, các bạn rửa lại thật sạch. Và sau đó các bạn cho vào trong nồi này, cho Misu vào đây khoảng độ 1 lít rưỡi nước. Các bạn cho Misu một xíu muối. Và đây chính là cái mẹo để cho đậu nhanh nhừ. Và các bạn để trong tủ mát
tủ lạnh để thoải mái, bật đậu nó không bị sượng mà nó nhừ tơi ngon lắm, là các bạn sẽ cho miso 1/4 teaspoon của baking powder vào đây. 1 teaspoon thôi mà có giá trị nghiêng thành đấy các bạn. Bây giờ thì miso sẽ bật bếp lên, chúng mình sẽ đợi sôi, sau đó sẽ vặn nhỏ lửa và ninh nhừ nha. Các bạn có thể ninh ở trong nồi instant pot, các bạn chỉ cần 10 phút thôi, sau đó để xả tự nhiên là xong. Sôi rồi. Các bạn sẽ vặn nhỏ lửa cho miso và bây giờ thì chúng mình sẽ ninh nha. Bởi vì là miso rửa sạch rồi cho nên là nó cũng ít cái bọt á. Nhưng mà mình có cái bọt thì các bạn vẫn cứ hớt ra cho miso này. Thế và các bạn sẽ để ở đây ninh cho bao giờ nhừ thì thôi nhá. Và nhừ rồi thì sau đó thì chúng mình cũng xào đường nha. Thì lúc đấy cái đỗ này nó không bị sượng, và với sự trợ giúp của việc ngâm nước sôi này, rồi với baking powder, thì cái phần này nó nhanh lắm các bạn ạ. Chờ đỗ nhừ thì chúng mình sẽ đi làm cái nước cốt dừa cho miso nha. Các bạn có thể chỉ làm 200g thôi, 200ml thôi, nhưng mà miso hôm nay nhà có khách cho nên là miso sẽ làm hết cả một cái lon này, vì mọi người thích ăn nước dừa nhiều đó. Thì đây là 400g. Cho miso xịu muối. 400ml nước cốt dừa thì các bạn sẽ cho miso 2 tablespoon của đường vào đây. Và chúng mình bật lửa thật nhỏ thôi để chúng mình sẽ đun sôi cái nước cốt dừa này lên. Sau đó thì các bạn sẽ tắt bếp ngay. Muốn cho nó sền sệt lại thì các bạn pha một ít bột năng cho vào nha. Miso bật bếp ở số 3 đây. Và chúng mình sẽ quậy đều lên cho cái phần đường này nó hòa tan cùng với nước cốt dừa. Rồi khi các bạn thấy sủi lăn tăn như thế này rồi thì các bạn pha này một nửa tablespoon của bột năng với lại một tablespoon nước. Các bạn quấy đều lên và cho vào đây. Quậy một chiều, quậy cho đến khi cái phần hỗn hợp này nó sôi. Rồi các bạn sẽ vặn thật là nhỏ để thêm cho miso một chút nữa, là các bạn sẽ được cái phần nước cốt dừa rất là thơm, sánh để dưới lên chè rồi nha. Rồi các bạn thấy không, sôi bùng lên như thế này một cái đó. Thì các bạn sẽ vặn bếp xuống lửa nhỏ nhất, miso chỉ để số 1 thôi. Và chúng mình để đây khoảng độ thêm 30 giây hoặc là 1 phút nữa. Các bạn đừng để lửa to quá nha. Nếu to quá thì nó sẽ bị tách cái phần nước cốt dừa này ra. Bây giờ miso vặn thật nhỏ tí thì ti này. Thật là nhỏ lửa nha các bạn, chú ý đấy. Và mình sẽ được cái hỗn hợp cái nước cốt dừa nó sệt sệt như thế này này. Đó, các bạn thấy không? Rồi, giờ thì miso tắt bếp nha. Đỗ nhừ các bạn ơi, các bạn nhìn này, ngon chưa? Cũng 25 phút thôi à. Bây giờ thì chúng mình sẽ vớt đỗ ra. Các bạn nhớ thử nha, mà nhìn như thế này miso sẽ thử cho các bạn. Nhưng mà trước hết là nhìn này đã thấy nó rất là nhừ rồi mà nó vẫn còn nguyên hạt, nhưng mà nó bở tơi ra. Bây giờ thì miso sẽ vớt sang một cái chảo khác và chúng mình sẽ phải xào đỗ này thì mới ngon. Đây, chúng mình sẽ cho ra đây. Thế và miso sẽ lấy một hạt để thử cho các bạn xem cái độ nhừ. Ô, nóng quá. Đây, miso thử cho các bạn xem này. Nhừ nó bở như này mà các bạn. Chúng mình sẽ đổ đỗ ra đây. Và 300g đỗ này đó, thì miso sẽ tạm cho ở đây là 350g đường. Nếu mà các bạn muốn ăn ngọt thêm thì đến khi mà chúng mình cho vào nước rồi chúng mình sẽ cho thêm nha. Thế và bây giờ thì chúng mình sẽ bật bếp lên. Các bạn có thể để cho đường nó tan chảy ra, nhưng mà miso thì làm luôn. Các bạn bật bếp lên này ở lửa nhỏ. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu xào đỗ mấy đường trên lửa nhỏ nha các bạn. Và chúng mình đảo nhẹ nhàng thôi. Nếu mà các bạn nào mà không khéo tay đó thì các bạn để đường chảy ra, rồi chúng mình sẽ bật lửa nhỏ lên rồi xào lại cho nó ngấm nha. Xào cho đỗ ngấm đường ở trên lửa nhỏ tầm khoảng độ 2 đến 3 phút. Ngấm rồi thì bây giờ thì miso sẽ tắt bếp và chúng mình sẽ vớt đỗ sang bên cái nồi nước nha. Đây, giờ thì chúng mình sẽ cho sang đây. Rồi các bạn sẽ nêm nếm lại độ ngọt, nhưng mà miso ấy thì sau đó thì cho luôn cái, để nguội cho luôn nồi này vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Ăn xong rồi sẽ tráng miệng cho nên là cũng chỉ ăn ít đá thôi, không sợ viêm họng. Cho nên miso cũng không cho ngọt nhiều lắm, nhưng chè là phải ngọt nha các bạn. Tùy cái độ ngọt của các bạn thì các bạn cho thêm. Có bọt thì các bạn vớt bọt đi. Và bây giờ thì nước sôi lại rồi thì các bạn sẽ cho bột báng vào. Chúng mình sẽ quậy đều lên nha.
chè ngon cho lễ thất tịch đã xong rồi đây các bạn. Đây là món chè đậu đỏ bột bán, rất là ngon luôn. Bây giờ thì các bạn chỉ cần quậy vài đường thôi thì là cái bột bán nó đã tan chảy ra cùng với lại chè rồi đây các bạn. Giờ Misu sẽ tắt bếp này và để nguội. Sau đó thì Misu sẽ mời các bạn chè bột bán, nước cốt dừa, đậu đỏ cho lễ thất tịch và mời các bạn cùng vào bếp với Misu nha. Chè nguội rồi, các bạn sẽ cho Misu một ít dầu chuối vào đây. Rồi, bây giờ thì Misu sẽ múc ra bát để mời các bạn nhá. Chè đậu đỏ, bột báng nước cốt dừa, chè thất tịch cho ngày lễ thất tịch đấy các bạn. Misu xin mời các bạn, chúng mình dưới nước cốt dừa lên này. Nước cốt dừa sánh đặc rất là ngon, cho một ít dừa bào lên này và rắc lạc lên cực kỳ ngon các bạn ạ. Và đây là hai bát chè tượng trưng cho đôi lứa, nếu các bạn nào không thích thì chúng mình chỉ cần rắc một ít dừa bào lên thôi nhá. Nhưng các bạn nghe Misu đi cho một ít lạc rang vào ngon lắm. Và nếu các bạn nào thích, Misu xin mời các bạn cùng vào bếp và nấu chè thất tịch cho lễ thất tịch cùng với Misu. Và chúc các bạn nào chưa có người yêu ăn chè thất tịch sẽ có người yêu, và các lứa đôi bách gia chăm họ luôn luôn hạnh phúc bên nhau, luôn luôn ngọt ngào hạnh phúc như bát chè đậu đỏ này nhá. Chúc các bạn thành công!